xin chào tất cả mọi người đang đến với kênh của Lợi nha. Thì sáng giờ là Lợi đã đi phát cơm từ thiện cho bà con cô bác mình. Thì bây giờ Lợi đang có mặt tại Bình Tâm ở huyện Châu Thành luôn. Là đây ở đây là Ủa, Bình Tâm không có Hạ Thị hả? Hả? Không Hạ Thị mà. Đây Bình Tâm. Bình Tâm hả? Bình Tâm là phúc tên chị Nị á. Vậy đây là Phú Nghệ Trị hả? Uh-huh. Ồ, vậy là lại lộn, ở đây là Phú Nghệ Trị nha. Đang ở đi thăm anh hai. Anh hai con của bà dì. Là anh có rủ vô nhà ngoại anh chơi. Thì bây giờ lại và vợ lại sẽ đi giới thiệu với cả nhà mình. Tại lại thấy cái khung cảnh nhà ở đây thiệt sự là rất là đã mắt, rất là bắt mắt. Và mình sẽ đi vô tham quan thử một chút xíu nha cả nhà. Mời cả nhà nè. Hàng này là hàng khuyên diệp, cây khuyên diệp á cả nhà. Cây này là để làm dầu gió khuyên diệp á, phải không? Làm cây nhà, cất nhà anh. Trời ơi, thôi được dầu. Đây nè cả nhà, đây là cái khung cảnh vô nhà nè cả nhà ơi. Ôi chuối kìa. Cả nhà thấy đã không? Wow. Trời ơi, có mai nè. Mai này là Tết nở đẹp cho mà thấy luôn. Mai này chắc bán cái là mắc tiền lắm luôn á cả nhà. Mà để nhà trồng gì á, Tết chắc vô nhà nhìn rất là đẹp mắt nha. Cái mấy cây mai này chắc mắc tiền lắm nè. Tết thì tuốt cả mai. Đây anh, cái này là mai gì? Mai tuốt quý hả? Không. Không, anh không rành về mai đâu vậy. Cái này là tuốt cả mai. Mà xỉu luôn. Chơi cái... Ủa cái này cái gì ngộ đẹp vậy ta? Không biết luôn. Cái này cái gì giống cây sống đời quá hả? Không, không phải sống đời đâu. Ồ, cái này giống cái bông xoa sen đẹp ghê không cả nhà. Cái này cái gì ta? Không biết. Lại không biết luôn. Mình đi kiếm trái cây ăn đi. Mà nhìn nó rất là đẹp. Cây mít kìa. Hả? Cây mít kìa. Một chút nữa lại sẽ kêu anh hai dẫn là đi hái mít nha. Bây giờ mình vô. Anh hai đang ngồi trong nhà kìa cả nhà ơi. Cả nhà thấy không? Trời ơi. Chào anh hai. Chào em. Khỏe không? Khỏe rồi. Cái này cột bằng cây hay bằng xi măng vậy anh hai? Xi măng, giá gỗ. Ôi ôi, mình nhìn tưởng đâu cây không ông thần ơi. Đẹp hết cả nhà ha. Ôi, khung cảnh nè, trời ơi, trồng lan nữa ta. Quá trời. Này có trái gì không ăn? Hôm nay mình đi hái chưa? Có mít, dừa, đủ thứ. Ồ, ở đây có mít với dừa nha cả nhà. Để bây giờ sẽ đi ra mít. Đi hái mít, đi dạo một vòng cái khung cảnh ở đây nha. Là thấy đã quá, đây yên tĩnh ghê luôn á. Đây nhậu thầy anh hả? Chiều nhậu mát lắm. Chiều nhậu là mát lắm. Chào ông ngoại. Nè anh hai con của bà dì nè cả nhà. Chào cả nhà. Rồi giờ mình đi anh hai. Đi anh hai, đi nổi không? Đi được sao? Đi được không? Đi nổi không? Nổi một cổng lên. Đi đây nè vợ. Quá trời. Có cầm dao theo hai xẻ mít không? Chỉ ra hai trái mít, con vừa cái đi là hai mít. Ôi ôi, vô đây gì vậy ta? Gì mà tới trồng cho vậy ta? Đây có hai trái mít bắt lửa nè. Cái dừa cao ghê không cả nhà? Wow. Trái dừa gì mà tròn ấm luôn ha. Ồ. Ở đây có hai trái mít chuẩn bị chín nè. Nào. Mít gì anh hai? Mít thái. Mít thái hả? Mít tú nữ có chín trên hả? Mình thấy cái cây ngoài đầu đường là của nhà mình. Cũng có, đây có hai trái mít. Ôi, cả nhà ơi. Wow. Mít thái nha. Trái chiến à, mới bự vậy đó. Trái chiến là sao anh hai? Trái đầu tiên. Trái đầu tiên á. Ồ. Có hai trái à. Ồ, cái cây lùng tè luôn á. Mít thái. Cái cây lùng tè luôn mà nó có trái to dữ vậy cả nhà. Thích quá. Mít thái này ra chợ bán nhiều, mua nhiêu ký vậy? Mấy chục ngàn, em mua 30 ngàn, có chỗ bán 35, 40 luôn trên Long An á. Còn ở chợ Tầm Du thì sáng em mua 30. Vậy ha. Là cắt ra á nha, còn mua nguyên trái thì giá khác. Quá trời. Mốt lại sẽ kêu cha trồng một cây. Rồi, bây giờ sẽ đi kiếm mít thái ăn. Ủa lộn, mít ướt, ủa? Mít tú nữ. Mít tú nữ. Mà sáng anh hai lại cũng bẻ hai ba trái vô rồi. Nếu mà chút xíu ra cây không còn thì lại sẽ ăn cái trái mà anh hai mới bẻ vô hồi sáng. Có 10 giờ. Nó hỏi anh hai cái cây đó là cây gì đi anh? Anh hai cái này cái gì anh hai? Không biết rồi, cái đó không phải. Anh hai cũng không biết luôn. Mấy cái mai đó tết tổ, quá trời đẹp luôn.
Trời ơi, này tớm mà lạc lá chắc à. Nguyên đội hình chắc cũng dữ lắm ha anh hai. Đông lắm. Trời ơi, cỡ đội banh luôn á. Cái chục người lạc lá này mới kẹp hết chứ. Thì ra đúng cây mít đó rồi. Này chắc trồng lâu rồi mới được dày quá. Lâu. Đất ở đây rộng dữ vậy anh hai ha. Rồi đây chắc cỡ mẫu đất quá. Đất quê này. Cái mít tú nữ nè cả nhà. Hai cây luôn hả anh hai? Hai cây luôn. Trời ơi, vậy mà trái ít gì anh hai? Mít tú nữ thường thường rất nhiều nha em. Em thấy trái gì mà quá trời luôn. Có chín không anh hai? Có chín. Làm sao mình biết chín? Nó già nở ngay như vậy là chuẩn bị chín hay gì, hái vô là chứ mình không có đợi chín cây hả? Không, chín cây không ngon. Trời ơi, thích quá, năm rồi thấy anh hai hái đó. Anh hai có hái mà mấy trái chậm mới chín chừng hai chín. Cỡ nào mình hái đi. Cỡ nào chỉ cho đợi hái anh hai. Thì mình có giống vậy gai nở gì là chín chuẩn bị chín đó. Ôi hai cây luôn kìa. Em thấy bả nở nhiều kìa anh hai. Ê trái này chín rồi cả nhà ơi. Mềm luôn phải không? Mềm luôn rồi. Đâu đâu đâu. Trời ơi hai trái luôn. Hai trái luôn. Bẻ cặp bẻ gì mà nãy không cầm dao ra hái tại vườn. Bẻ ngang nè. Ý là khẽ tại vườn á. Ôi mừng quá. Nè như mấy ngày chín rồi là hái nè, mấy này nó già là hai ba bữa là chín rồi. Rồi em ăn chơi tại vườn luôn. Lấy gì đâu kìa. Tắt luôn. Được không anh hai? Ừ nó. Nhưng mà sợ nó hôm nay sẽ mất muối ít nữa. Có muối không nào không? Có. Nè cả nhà. Wow. Trời ơi, chín rồi nè. Trời ơi, thích. Mời cả nhà nha. Em ăn miếng nha anh hai. Ăn nó. Cây nhà lá vườn mà. Trời ơi, có gì dùng nấy. Ngọt lắm đúng không? Ngọt ngay. Anh ơi trái nắng rồi anh ơi. Còn đầu tiên ăn mít tại vườn luôn. Trời ơi. Rất là thèm. Lần đầu tiên em thấy cây mít mà anh được hái luôn á. Này hên quá. Ủa nó rụng dưới mương nữa kìa anh hai. Trời ơi nè em muối quá trời nè chứ em nói không muối đâu. Nè thấy không? Khoan để em đây nè. Nè để chung đúc cho miếng. Không, ăn đi. Anh hai ăn nè, anh hai ăn. Ăn thử miếng ăn. Ôi ngọt ngay luôn ông thần ơi. Năm rồi thấy anh hai chụp cái trái nhiều. Còn trên cao sao hái anh hai? Trên cao mình lấy cây mình thọc. Nếu mà không kịp chắc rụng quá ha. Trời ơi, quá ngon. Trời ơi, gặp em mê mấy tú nữ hả? Giảm cân ăn mít được không? Em mua với Cần Thơ về anh hai thấy em chụp hình không? Không có muối đâu. Mua tệ hơn này nữa hả? Có một muối nhớ rồi cả nhà. Nè anh hai ăn nữa đi. Rồi em ăn đi. Quá trời nè. Đâu qua cây bên đây có trái nào chín cây. Trời ơi chị My với đem cây ra thọc kìa. Trời ơi. Thôi chị dâu. Có trái chín luôn nè chị My. Giảm ăn, ngon quá. Đi lại qua đây cái này. Kìa anh hai chỉ qua kìa. Còn em biết có cái rớm không? Thích quá à. Mấy cái này mình hái anh hai cái trái đó em thấy vàng đó anh hai. Hái là mình để tự chín nè, hai bữa tự chín nè, khỏi vúng. Tự lấy cái cây này nè, móc cái trái trên kia xuống đi. Rồi ai coi em bé mà chị ra đây vậy? Nó ngủ cưng. Ngủ rồi. Ngủ chị để trong xe con bé kia nó con. Ôi thích quá à. Vừa nó đặng em thấy mấy trái nhỏ nhỏ vô con á, cũng bự rồi đó. Cả nhà thấy bà ngộ đời không? Cây dừa bà đứng bà dối tay tới và bà cầm cái cục móc kìa. Thấy bà diễn đây không cả nhà? Bó tay bà chưa? Ồ, cây dừa nhón chân cái là bẻ được và chơi nguyên cái cây cục móc dài vậy đó. Ôi thích quá anh hai ơi. Đây là cái đó học mít hợp lý hơn. Em thích mít này lắm. Mà mua về có con trái con muối hả? 20.000 trái anh hai. Ngon quá. Đây là hái ăn thoải mái free hết tất cả. Free đó. Ngọt ngay luôn á cả nhà. Giờ là sẽ chút xíu nữa là sẽ thọc mấy trái mà già già xuống. Dấu ủa dấu. Dấu hùng. Để tự chín hả anh hai? Tự chín. Trời ơi đã quá. Anh quay cho em hái. Nhưng mà cái trái này dạ. Treo thế này mấy. Anh hai có vừa rước nó kìa. À. Cả nhà ơi, còn trái nhỏ nữa nè. Ăn luôn hả? Ăn luôn. Kẻ rồi, nó chín là sẽ ăn đi. Nè, nó chín rồi nè, nó nằm ở gần dưới đất, em tự đây, hái. Đây, cưng có dồi nha cưng, tại vì nó nằm dưới đất, mình để ý á. Không, này trái này không có dồi. Anh ơi, nó ngược sáng nó anh. Nằm ở dưới đất, nên mình sợ.
Cái chỗ nào mà nó u ra là chắc chắn nó sẽ có muối. Nè cả nhà thấy không? Đây. Trời ơi cái muối bự luôn kìa. Ừ. Nè anh hai. À, ăn, miếng, ăn miếng ăn miếng vui nhà vui cửa. Ăn nè chị My. Nó tính ra cái trái này muối nhiều lắm anh hai. Hai muối à? Tay quá trời. Đó, trái này anh hai được muối em. Ủa muối. Sao tay vô đây nữa anh hai? Chạy chơi vậy đó. Quan tịch. À người nước ngoài, người nước ngoài họ đi đường này chắc họ thấy cái đường đẹp, đoạn đường đẹp đó cả nhà. Họ chạy thử. Được ba muối cả nhà ơi. Trái giờ ba muối nó còn ngon hơn trái hổm lại mua cần khờ. Ờ mua có 20 ngàn trái chị My. Mấy muối? Một muối. Một muối nhất. Mà ăn không được muối đó nữa. Ồ thích quá à. Con tuyệt vời. Vậy mà anh hai còn nói ít trái. Lấy cây thọc đó thì lấy bữa bữa chín. Cây cơm bộ đi. Vậy mà anh hai còn nói ít trái nữa anh. Vậy mà anh thấy quá nhiều. Dám đâu mà hổm anh đi bên Bến Tre cái cây mít tú nữ nào mít nó có ngàn trái luôn á. Đúng rồi. Mít tú nữ là cái loại nó nhiều trái. Anh hai nhớ ngoài nhà cô Diễm không? Anh thọc mấy cái đó là giả rồi đó. Đó. Hai cái đó. Cái này hả anh hai? Ừ cái đó với cái trên cao á. Đúng rồi. Giật đại xuống, giật mạnh xuống, giật giật đi cơ. Ừ. Không chuyên nghiệp. Trời đất ơi. Trái trên nữa, trái trên nữa. Cái này hả anh? Ừ. Cái này giờ là già rồi hả? Già đó. Già ngày thử chín à. Ừ. Bữa nay đi thu hoạch mít cả nhà ơi. Hết quá. Vô tình lượm kiếm nhật luôn. Ê, chạy chạy chạy. Ê, cái cây cứ từ cái cây cứ nghĩ ngay cái ấy của nó, cái cành của nó. Đó, cả nhà ơi. Mấy trái mà nó nhú ra là ngay chỗ đó là có muối ở trọng á cả nhà. Chỗ này em trèo đi hái mấy trái trên đó đó. Chỗ này hái trèo hái được, khỏi cái thọc trèo được không? Nè nó u gì rồi đúng không anh? Em trèo sợ gãy nhánh. Cái em cái tại vì em nhẹ quá đó anh ơi. Nè nó u gì là có muối nha cả nhà. Nó trái kia có muối á. Đúng rồi, trái kia em thấy nhiều muối nhiều ha chị. Cái này em thấy được. Ừ, thấy được rồi đó. Thọc đi, được cái nào được thọc. Thằng cặp luôn á. Nó. Ê, như nó chín rồi chị. Nó là cái bập nó nứt luôn rồi nè. Kìa chị ơi. Nó thúi luôn rồi. Trời ơi, chín không hai uổng quá. Trời ơi, thúi rồi. Thúi rồi. Ơi, đúng mà thằng Hoàng thằng lại nó hay quá. Nghe cái bập cái nó biết chín luôn rồi. Đâu anh tách rồi thử coi ăn được không anh? Thôi từ người nó chín cái nó lại thối nó có dầu đó. Ồ muối nhiều quá trời luôn kìa. Dưới này còn. Thôi. Hư cả trái là cái sơ nó bị bầm rồi nè anh này. Nhưng mà trái này muối nhiều đúng dầu không? Rồi. Ôi uổng quá à. Đừng có. Bấy lâu lâu ra là nó bị. Đừng có tiếc. Đó. Trời ơi, mình nhiều quá mà. Chị My ơi. Với mày. Nè trái này nữa nè. Ôi ôi. Lụm đi để thằng học. Đã quá trời cả nhà ơi. Bữa nay là hái về cho cha mẹ rồi ăn đã luôn. Đi qua thọc cây này mới trái trên cao nữa nè. Đi qua đây cả nhà. Cầm cái cây đi. Để đây đi, chút lại sẵn gom. Lại xin cái bạch. Mình gom về hết. Ê anh có mấy anh chị ở nước ngoài anh hai. Xem cái đó, trời ơi, mê. Bởi vì mấy chị muốn về đây rồi kìa. Nói là em dẫn đi chơi. Muốn về đây em dẫn đi hết. Này là trái mù u đúng không anh hai? Mù u, cây mù u. Cây mù u mẹ ru con ngủ, con không ngủ mẹ ngủ trước con á cả nhà. Hay là cây mù u. Nói lẹo lưỡi luôn á. Cái chùm này 4 trái rồi, 2 trái chín, 2 trái non sao hái được. Không có lẹo được hả? Cái chùm đó đó hả? Vậy thọc 2 trái chín được không? Giật cũng rớt hết à. Thì bây giờ cái này sao em thấy nó cũng già rồi. Già hết rồi này nè, trái hình như trái này là già này lại. Cái này luôn là bẻ đi, bẻ đi. Bẻ nghe. Ừ. Có chừng mũ á. Có chừng mũ anh. Mũ dính đồ. Trời ơi. Ừ, cầm nguyên cái đó mũ. Ngon lắm, muối nhiều lắm. Để từ từ. Thái cho chút cái đồ. Chút nó lợi với vợ lợi đi ra ngoài chợ mình vô quán. Đồ không nha, không ép nha. Anh trèo được mà em thì anh trèo được. Nói vậy mới ấy được chứ lấy tiền. Nhà ơi. Chơi luôn. Chơi đi hái trực tiếp luôn đó. Có gì đâu mà ngại. Tiền hãng ra đó, có tiền hãng của tao bữa đó. Đó. Em hái bên đó coi cái trái nào già nở ra là... chín rồi mày ơi trời ơi quá đụng vô rớt luôn vậy. Cả nhà ơi anh hai chụp em anh hai chín cái nó không có mũ á anh hai mềm tí là đừng có khum đừng có ấy anh hai chơi lên hái anh hai chín cái nó không có mũ ha chín không có miếng mũ nữa
Wow. Đó cả nhà thấy không, chín là không có miếng mủ nào luôn nè. Còn hả sống là có mủ. Anh hai đừng có dối lên á. Thôi để em chụp đại. Trái ngay tay phải em chín. Ờ trái đó chín luôn đó. Bẻ đi. Tại vì anh hai mới vừa bị bệnh đó cả nhà. Vết thương chưa lành. Vết thương chưa lành. Bước vào lên ở trái. Cái này sống mềm xèo hết rồi nè anh hai. Mềm hết rồi. Đó, cái đụng kìa. Đi qua thăm anh hai mà được vừa thăm mít luôn. Vô tình luôn. Chùm bốn trái đây mấy, hai trái lớn là được rồi đó. Quá trời mũi. Wow. Hai cái này chắc em nghe sắp chín luôn rồi nè. Từ từ nha anh, để em quay nha anh. Trời ơi, đó trái đó chín đó. Chín đó, trái đó chín luôn rồi đó. Tự rớt đó cả nhà ơi. Cái này phải lâu lâu ra thăm ha. Ờ trái đó được luôn đó lại. Trái này mềm rồi, thấy chưa? Nãy anh nói em chùm nó bốn trái đó, hai trái chín rồi thấy chưa? Em giật xuống luôn cũng được nữa. Phải chừng mũ vô mà cái em nhà. Em muốn để có cuốn để em dễ bán anh này. Chưa, em qua nhánh đây nữa cũng còn mấy cái chín, nhánh này nhánh nó hết rồi. Trời ơi đã quá. Trời đâu lâu ra lần hái nhiều nhiều đi về chia cho bà con rồi mấy trái ăn. Cái này chắc trồng mấy năm hả anh hai? Lâu cây mít này lâu rồi, quá mấy năm rồi đó. Em thích được một cây mít vậy lắm mà nhà cha không có chịu trồng. Trồng lâu quá. Giờ em trồng là nữa cho con em ăn được. Đúng đó. Rồi đó. Ở nhà cứ trồng anh Long. Ở bản là trồng thanh long không mà cả nhà ơi. Ở đây cây vú sữa đó của nhà hay là của ai anh thầy? Đó. À của bên kia. À còn nhà này của ai? Nhà cũng bà con. À. Được không nha anh? Đó này dễ mà nó, em coi cái nào. Trời ơi lên đây thơm lắm cả nhà ơi. Chắc có trái chín vòng vòng ở đây nè. Cái nào mà không mềm mà nở gai hết em hái vài bữa nó chín hết. Cái trái trên cao chung với trái nhỏ này nè em nghĩ chồng có hái hết luôn cũng được nữa lại. Hái trái bự ngoài đi, trái nhỏ này cũng nở hết rồi. Ừ. Còn cả nhà để ý không, cái trái nào mà chưa chín dữ mới nở gai già là hái còn mũ ha. Còn trái nào mà chín rồi là không có miếng mũ nào luôn. Được. Hái đại vô. Yeah. Rồi nó bể luôn rồi. Bể trái kia rồi. Coi còn lên được nữa không? Thôi không được, được thôi. Em cũng muốn ná thở rồi, tướng em thấy ghê không? Kẹo kẹo lên kẹo xuống cho nó ướm. Bảy mấy ký. Bảy mấy ký mà đu lên đây nãy giờ chắc mất hết mấy ký của em rồi. Trời ơi thích quá. Trời ơi. Quá đã rồi. Cái cây để mọc. Cây này để thổi chạy. Đây nè anh hai, chị My còn để lại á. Mít quá nhiều cả nhà ơi. Ôi mũi đen quá. Wow. Từ từ nha anh. Về quê không trồng rau, không bắt cá thì đi hái trái cây ăn. Trời ơi, anh coi mũi đu người em nè anh. Cái gì anh hai? Cây thọc. Thọc chị My đem vô rồi hay gì á? Không có, chị My để lại mà. Ồ, mũi quá cả nhà ơi. Cái cây cù mốc mới để đây mà. Mệt lắm ha anh. Mệt chứ em. Rồi anh ăn cái nhỏ đó đi. Cái nhỏ bẻ vậy. Vậy nè. Mà leo lên trang là voi leo cây vậy. Đã quá, để coi là hái được mấy trái nha. Là sẽ gom lại cho cả nhà mình xem. Hey. Hey. Oh. Còn đằng kia nữa kìa anh. Oh. Quá nhiều mít. Tại sao mũi đen nhiều quá vậy cả nhà? Coi nó bu à, nó chích em nè. Chích cho hút máu bớt. Coi chừng mũ nha anh. Kìa em. Cái cụ móc chị My đem vô rồi đúng không? Rồi. Thôi bây giờ em cảm ơn anh hai, cảm ơn chị hai nha. Rồi đâu có gì đâu, lâu lâu đi chơi có gì. Rồi nha cả nhà. Có gì tặng lấy. Rồi bây giờ nhưng là mà sẽ mũi đen nhiều quá chị My ơi. Đi về. Ừ mũi. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi, cả nhà xem thấy hay nhớ like và share đăng ký kênh của Lợi nha. Cảm ơn anh hai nhiều nha. Không có chi. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả ở clip sau. Dễ thương bye lắm cả nhà. Bye bye đi.